Có cần không nè? Không cần nó đúng không? Tập ly đây. Ra thôi, không cần không. Còn cái nghĩa gì có phải là anh đóng như Tuấn đâu. Hả? Phải là anh đóng như Tuấn đâu. Không chậm gì luôn. Cô chậm đi chứ. Bình thường là đúng đóng phải hai người phụ á. Một người cắt, một người ấy rồi. Hai người phụ có lợi. Không chờ đi nào luôn. Dạ. Chính đâu? Chính gì quen, chính gì quen. Chính gì quen. Rồi em nắm tới đây nha, tự xử nha. Dậu, tự xử đi nha. Tự xử nha, không đi. Đây này anh em. Tự xử nha, em nắm bức này là tự làm nha. Rồi, rồi. Ok, cảm ơn anh nhiều. Nhiều hơi thiếu quá tướng ạ, cho thêm ly luôn anh. Không. Rồi, không tính đâu. Dạ. Không tính à? Nguyên hả? Từ từ nha. Nguyên đâu?
Rồi tới dây 29 nha. Nguyên không? 29 với Dương Nguyên rồi được. Hỏi Dương Nguyên nha. Thay dây 29 với Dương Nguyên nha. Thay dây 29. Công nghệ 4.0. Có ăn luôn nhỉ? Này có tăng. À, cái này sinh ra một cái chuyện là bây giờ phải làm cái nắp đậy nó lại để cho nó không có hô khô cái cửa. Có cần không ta? Không cần không đúng không? Tại vì đắp lê lệ hết ra không có cần không ạ? Đóng như nghĩa chứ có phải ai đóng như Tuấn đâu. Hả? Có phải ai đóng như Tuấn đâu. Đóng chậm thì lúc là khô chậm đi chứ. Bình thường là Tuấn đóng phải hai người hộ á. Một người cắt, một người ấy rồi. Hai người hộ đóng lại. Không kịp là Tuấn làm. Rồi, cái này cái máy đây. Nguyên. Nguyên. Nguyên đây. Đi ba ba đi. Đi ba ba. Thôi từ từ, có hả? Kéo mà nó lọn quá. Chính đâu? Chính Thiên Nguyên, chính Thiên Nguyên. Chính Thiên Nguyên. Vừa đủ hộp. Vừa đủ luôn. Đẹp luôn. Quay kìa. Không cảnh trên cảnh gì hết không trời em đang ngủ ngã mấy lần mấy rồi chết rồi bạn đấy nha em nè. Thank you.
Rồi lên luôn anh. Không rồi. Lắc luôn, lắc hai tay luôn. Nó cho thằng em nó đóng rồi nó mới biết thế nào cảm giác chứ bà dạ. Trả vô đóng nó biết thế nào. Búa gõ vô, gõ vào đều búa đây, búa đây. Cầm búa xa ra, cầm búa xa ra. Đó, cầm mạnh lên. Rồi ok, chim lên. Chơi chưa? Chưa cái gì nó chưa được, chưa được. Lấy cái Duy Nguyên nhìn trước đi. Duy Nguyên á. Duy Nguyên đây, Duy Nguyên đi. Dừng dừng nó đi. Duy Nguyên rồi, Duy Tham Chính. Chưa ok. Chuyện đấy. Duy Nguyên, Tham Chính, Duy Nguyên, Tham Chính. Tham Chính, Duy Nguyên. Duy nữa không? Ừ, Tham Chính đây có rồi, hai Duy Nguyên đây. Lâu quá anh Vũ ơi, làm chậm quá. Anh nhanh tay luôn. Rồi em đóng tới đây nha, tự xử nha. Anh Vũ, tự xử đi nha. Tự xử nha. Đây này anh. Tự xử nha, anh đóng bức này là tự làm nha. Rồi, ok. Ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi, nhắc lên. Gõ mai gõ này bỏ đây với mai phải hoàn thiện cái gọn đó đã muốn nó tôi dạy bột thôi nè nhìn đây cái nào lấy cái tay đâu vô nữa đi vô nữa đi nhiều lắm vô trên cho vô nữa đi. Quên. Ok. Như hai chín có vô đưa như chín. Rồi. Chín có nào đưa luôn nè. Ở phòng 2 thằng Sài Gòn phụ cũng được. Ở bên đây trên đầu ơi, trên đầu ơi, trên đầu. Nữa đi. Đó. Rồi. Thằng sang chín không? Ờ đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, cho cái video luôn đi, 33 có luôn rồi. Bên này nữa. Ừ, kế bên đấy. Đây rồi. Đúng rồi. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Quay cái bề cắt chỗ đông á. Từ từ em đi. Cắt nước còn mặt. Cắt nền, cắt nền. Đúng rồi. Mẹ em biết gì không nha. Nhận mạnh lắm. Nhận đại mạnh đi. Ừ. Mày nói gọi. Rồi. 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 Hình như là đáy là có nhẹ nhẹ xong luôn á. Tường nó chuẩn nó đông nó ngon. Tường nó chuẩn rồi nói làm gì nữa. Mà có cái răng dày để đóng nó nhẹ. Hả? Cái răng nó dày đóng nó nhẹ. Răng này sâu, dày sâu. Mày răng này dày rồi. Rồi ok, chiếm đập. Nhìn nguyên phải không? Nhát ngã tư luôn, nhát ngã tư luôn. Bỏ lên luôn Vũ, lên luôn. Lấy cái thùng không á anh. Lấy cái thùng không á anh. Lên thiệt kìa. Rồi, chim lên, lượm. Quá dữ. Rồi, bữa tới nền đem qua nữa à. Hả? Tới nền nữa hay sao? Tới nền có nền phải không? Nền giống rồi.
tính không kiếm người dùm một chút. Làm cái máng kéo nền á. Có. Anh chim cái nó lên là được à, anh chim đi, anh chim lên là chỉnh. Vũ thấy đau không Vũ? Ừ. Lấy cái thùng rộng ở đâu xuống. Cái đó thôi, cái viên cát thời bỏ đi. Cát này đi ngắn mày mặt rồi. Chim này lại đi, chim cứng này lên nè, đây nè, đừng cái chim nó bỏ đó đi. Thử nó xíu đấy. Đỡ bên kia, đỡ bên kia, đỡ bên kia, đỡ trên đó, anh trên đó. Đó. Rồi anh cứ lấy nè, lấy này đều vô phải không? Đó, ở trên ngày mai mà anh xuống. Tại vì viên nó viên cắt, khỏi kim ở tay bỏ luôn đi. Còn viên nó viên cắt mà. Của mày lấy cái gì mày đó? Cái lưỡi quả anh lấy cái lưỡi mày của anh đó. Đúng hả? Ừ. Vô gá nhẹ thôi chứ đừng có đút sâu vô, sâu mẻ. Gá nhẹ vừa tay thôi. Cái này có phải xương không? Không, cái đó sát đoàn chim gì nữa. Rồi. À, đây là cắt đúng không? Ừ.